Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức máy tính của mình. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách biến điện thoại smartphone thành thiết bị mic để thu âm cho máy tính. Ok, thì để bắt đầu các bạn cần chuẩn bị cho mình hai thứ. Thứ nhất là máy tính để bàn hoặc laptop. Thứ hai là chiếc smartphone mà các bạn đang sử dụng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn. Ở trên máy tính thì các bạn vào cho mình trình duyệt web. Sau đó các bạn vào google.com.vn. Tiếp theo thì các bạn gõ cho mình từ khóa WooMix. Tại kết quả tìm kiếm thì các bạn chọn cho mình trang đầu tiên WooMix Free Microphone Wooly Chiang Tech. Các bạn kéo xuống dưới và tải cho mình hai dòng. Dòng thứ nhất là WooMix Client for Windows. Dòng thứ hai là WooMix Device Driver for Windows. Quá trình cài đặt tải rất là nhanh. Cài đặt cũng rất nhanh thôi. Các bạn tìm đến thư mục tải về và cài đặt cho mình hai file. Thứ nhất là WooMix Client Setup, các bạn cài đặt trước cho mình để mặc định tiếng Anh vẫn được. Sau đó các bạn bấm Next. Giao diện hiện ra để mặc định và bấm Next. Tiếp tục các bạn có thể bấm Next. Các bạn có thể bấm install để cài đặt luôn, hoặc các bạn chọn một cái đường dẫn khác. Như mình thì mình sẽ cài đặt vào UE. Sau đó các bạn bấm install. Quá trình cài đặt thành công, các bạn bấm vào finish. Tiếp theo thì các bạn cài đặt tiếp cái WooMix driver setup. Ở đây thì nó sẽ hiện ra các cái phiên bản máy của các bạn. Nếu các bạn sử dụng Win 10 phiên bản 64 bit thì các bạn có thể để mặc định và bấm vào install như mình. Nếu các bạn sử dụng Win 7 32 bit thì các bạn có thể chọn dòng Win 7 x86 driver nhé. x86 đã tương đương với 32 bit, còn x64 sẽ là 64 bit. Đấy, các bạn cứ chọn theo đúng cái phiên bản hệ điều hành của các bạn. Như của mình thì mình là Win 10 64 bit, sau đó mình sẽ để mặc định bấm install. Sau khi cài đặt thành công thì các bạn bấm vào close. Đóng cửa sổ lại. Các bạn mở cho mình WooMix Client lên. Nó đã hiện ra trên desktop của các bạn. Ở đây thì sẽ có ba cái tùy chọn. Thứ nhất là Connection, Option và Help. Thì các bạn có thể bấm vào Option. Ở đây thì các bạn có thể tùy chọn cái phần Play in Speaker. Thì nó sẽ cho phép các bạn nói, nó sẽ phát ra loa đấy. Còn cái tùy chọn nâng cao này thì các bạn có thể tùy chỉnh cái cổng khi mà các bạn kết nối với điện thoại các bạn. Tí nữa thì mình sẽ nói sau cái này. Các bạn vào phần connection nhé. Các bạn bấm vào connect. Thì ở đây nó sẽ hiện ra các cái kiểu kết nối cho các bạn. Thứ nhất là kết nối qua Bluetooth. Đó. Thì các bạn cần phải kích hoạt cái Bluetooth trên PC và Bluetooth trên điện thoại. Và cho phép ghép nối với nhau thì mình có thể kết nối được. Thứ hai là kiểu kết nối qua cáp dữ liệu USB. Thì các bạn chỉ việc cắm cáp kết nối từ điện thoại với máy tính của các bạn là được. Thứ ba là kiểu kết nối qua Wi-Fi. Thì ở đây thì nó sẽ kết nối qua một cái hotspot chung ấy, tức là cái router Wi-Fi chung cho cả PC và điện thoại. Đấy, các bạn đọc Connect Phone and PC to Same này, Wi-Fi. Đấy. Cái cuối cùng là cái Wi-Fi Direct. Cái này thì thường là cái bộ phát Wi-Fi từ trên điện thoại các bạn ra đấy. Các bạn phát ra, sau đó cái máy tính của bạn kết nối với cái điện thoại, kết nối với cái bộ phát của điện thoại chung một cái kết nối wifi thì có thể sử dụng. Nhưng mà mình thì ưu tiên các bạn chọn cái phần USB, tại vì nếu các bạn chọn phần Bluetooth thì đôi khi nó sẽ bị nhiễu sóng bởi các thiết bị các bạn đa số là đều sử dụng trên cái giải tần 2.4 GHz. Bluetooth thì nó sẽ dễ bị nhiễu sóng vì nó cũng là một dạng sóng vô tuyến. Thứ hai là đối với kết nối wifi thì có thể nó sẽ không ổn định. Thứ nhất là xảy ra tình trạng lag do delay mạng chẳng hạn, thì cái thu âm các bạn nó có thể bị nhiễu sóng, nó bị lag, do đó thì nó sẽ không thể nào trơn tru được. Thì cái giải pháp tốt nhất là các bạn cắm qua cáp USB, mà cái cáp của các bạn nó là cáp tốt, cáp mà không bị đứt hay gì được cả, không bị chập chờn, thì cái giải pháp này là tốt nhất, bởi vì nó sẽ không yêu cầu các bạn phải kết nối mạng và các bạn vẫn có thể thu âm được. Giải pháp kết nối qua USB là giải pháp tối ưu nhất.
cũng giống như kiểu các bạn sử dụng cáp mạng thì nó sẽ tốt hơn là wifi đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác ở trên điện thoại nhé. Các bạn chọn cái connect USB nhé, ở trên máy tính. Rồi, các bạn bắt đầu thao tác trên điện thoại. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác ở trên điện thoại như sau. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình ứng dụng CH Play. Sau đó thì các bạn bấm vào tìm kiếm và gõ từ khóa WooMix. Sau đó thì các bạn bấm vào tìm kiếm và cái ứng dụng WooMix hiện ra thì các bạn lưu ý giúp mình cái logo màu đỏ của hình cái mic và tên của nhà phát hành là Wuli Changtech giống như trên PC. Thì các bạn bấm cho mình vào nút cài đặt. Thì cái quá trình cài đặt nó sẽ bắt đầu diễn ra. Thì cái ứng dụng này nó sinh ra là để hỗ trợ cho những bạn nào mà sử dụng laptop hoặc máy tính để bàn mà cạc thu âm bị hỏng hoặc là hỏng mất chức năng ghi âm bị trục trặc gì đấy, hoặc thu âm quá bé thì có thể sử dụng cái ứng dụng này để thay thế cho cái khoảng thời gian nào đấy. Thì trước khi mà các bạn mua một cái mic mới thì các bạn có thể tạm thời sử dụng cái phần mềm này như là một cái biện pháp hỗ trợ đấy. Và mình đã test qua cái phần mềm này, mình thấy là nó hoạt động khá là tốt, khá là trơn tru đấy. Thì sau khi mà cài đặt xong thì các bạn bấm vào mở ứng dụng. Đấy, thì cái giao diện hiện ra nó rất là đơn giản thôi. Thì các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng bánh răng để thao tác nhé, tiến hành cài đặt đấy. Thì ở đây nó có cái phần trên spot giống như trên mặt PC để các bạn lựa chọn các cái kiểu kết nối. Thì ở đây nó cũng có Bluetooth, USB, Wi-Fi và Wi-Fi Direct. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngày hôm nay là sử dụng kết nối qua cáp USB, cái biện pháp truyền thống. Đây có phần Control Port, thì các bạn có thể điều chỉnh cái cổng kết nối giữa máy tính và điện thoại. Thì hai số này nó phải trùng khớp với nhau nhé các bạn nhé, thì mới kết nối được. Tiếp theo là đến phần audio suộc, thì các bạn có thể lựa chọn các cái kiểu kết nối. Xin lỗi, các bạn có thể lựa chọn cái kiểu âm thanh ấy, tức là nó sẽ có phần default này là âm thanh có định này, phần mode 1, mode 2, mode 3 và remix. Thì mình khuyên các bạn nên để chế độ mặc định, bởi vì các chế độ kia thì nó sẽ âm thanh nó sẽ bị biến dạng một chút và có thể nó sẽ nhỏ hơn so với cái âm thanh default. Các bạn cứ để mặc định cho mình. Đây thì các bạn có thể lựa chọn cái phần thêm là phần lựa chọn sáng hoặc tối. Và ngoài ra thì ở bên ngoài giao diện thì các bạn có thể tăng cái âm lượng lên. Tuy nhiên là cái phiên bản ứng dụng này là phiên bản ứng dụng free, cho nên là âm lượng sẽ bị chốt ở giữa thôi. Nếu mà muốn tăng lên cao hơn thì các bạn sẽ phải bỏ trả phí đấy, để sử dụng phiên bản premium thì sẽ có thể tăng được cái âm lượng lên tối đa. Và ngoài ra thì các bạn để cho mình cái nút hình tam giác này là để các bạn bấm vào để cho phép ghi âm và kết nối với cả máy tính của các bạn. Đấy. Thì bây giờ các bạn cần phải thao tác cho mình thêm một cái thao tác nhỏ nữa để có thể kết nối giữa điện thoại và máy tính nhé. Ở trên điện thoại thì các bạn phải vào phần cài đặt. Sau đó thì các bạn vào cái phần cài đặt cho nhà phát triển này. Các bạn kéo xuống tìm cho mình phần gỡ lỗi USB đấy, thì các bạn bật lên cho mình thì mới có thể kết nối được với cả máy tính qua cáp nhé. Bật cái chế độ gỡ USB lên. Đấy. Đối với những bạn nào mà trên điện thoại không hiện cái cài đặt cho nhà phát triển ý, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bật nhé. Các bạn có thể xem cái video đó ở trên kênh của mình, có một cái video hướng dẫn tùy chọn bật tùy chọn nhà phát triển. Hoặc là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, rất nhanh thôi. Mình sẽ tắt cái cài đặt đi và các bạn mình thao tác lại cho các bạn xem. Đây, nó đã biến mất cái phần cài đặt nhà phát triển. Thường những máy mới mua nó sẽ bị ẩn đi, thì để mở lên thì các bạn vào cho mình phần thông tin điện thoại này, các bạn vào phần thông tin phần mềm này. Tiếp theo thì các bạn tìm cho mình cái dòng số hiệu bản tạo, các bạn bấm cho mình nhiều lần vào, bấm rất nhiều lần thì nó sẽ hiện ra còn bao nhiêu bước để bạn trở thành nhà phát triển đấy. Cứ bấm liên tiếp, sau đó sẽ đến một cái giao diện để bạn mở khóa điện thoại. Thì các bạn mở khóa thông thường thì các bạn đặt mẫu hình như thế nào và các bạn đặt cái mật khẩu nhà thì các bạn sẽ bấm vào để mở thôi, sử dụng cái mật khẩu đó để mở. Thì ở đây thì mình đã mở thành công. Thì các bạn ao ra thì các bạn sẽ thấy ở đây có cái phần cài đặt cho nhà phát triển, các bạn click vào đấy thì các bạn
tìm cho mình cái phần gỡ lỗi USB và bật lên. Bật vào OK. OK, như vậy là mình đã thao tác xong các bước ở trên điện thoại rồi đấy. Thì bây giờ trên máy tính thì các bạn quay trở lại trên máy tính và mình sẽ dẫn các bạn kết nối nhé. OK, thì bây giờ bắt đầu quay trở lại trên máy tính thì các bạn thao tác cho mình như sau. Các bạn mở phần mềm lên. Các bạn vào phần nâng cao này và kiểm tra cho mình lại cái control port. Xem con số ở trên máy tính và điện thoại đã khớp với nhau chưa. Sau khi đã khớp hai con số với nhau thì các bạn bấm OK. Chưa khớp thì các bạn chỉnh lại nhé. Sau đó thì các bạn bấm vào phần connect cho mình. Chọn chế độ USB và bấm vào connect. Thì lúc này thì trên máy tính và điện thoại sẽ bắt đầu kết nối với nhau. Nó sẽ thông báo lỗi gì đây? À, mình chưa cắm cáp. Bây giờ mình sẽ cắm cáp để kết nối điện thoại máy tính. Các bạn đợi mình một chút. Mình sẽ bắt đầu cắm cáp lại. OK, bắt đầu mình đã kết nối được điện thoại với máy tính rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu kết nối lại các bạn xem nhé. Chọn chế độ USB này, connect này. Đó, nó đã hiện connected rồi đấy. Tức là bạn đã kết nối thành công máy tính với điện thoại. Và bây giờ bạn có thể sử dụng điện thoại như là một thiết bị ghi âm thay cho PC. Các bạn lưu ý là khi các bạn đã chuyển kết nối thu âm cho điện thoại dành cho PC thì khi mà các bạn sử dụng các ứng dụng thu âm trên máy tính ý, thì các bạn nhớ lựa chọn cạc thu âm là cạc Qmix. Đó chính là cạc mà các bạn đang sử dụng điện thoại để thu âm. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, nhớ là chọn cạc Qmix. Đây mình sẽ vào cho bạn xem cái phần sound control. Thì ở đây nó sẽ có microphone Qmix. Đấy, microphone mặc định của máy tính đây nhá. Thì các bạn nhớ lựa chọn là microphone Qmix device. Các bạn chọn cái phần này thì các bạn sẽ thu âm được trên điện thoại, sử dụng điện thoại thay thế cho máy ghi âm. OK, thì hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để biến điện thoại thành microphone cho máy tính. Và hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Và nếu các bạn thấy video mình hấp dẫn thì các bạn hãy like, comment và ấn nút theo dõi để giúp cho kênh của mình phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Xin cảm ơn.